Đang tính cho chuột vào bẫy gắn, đặt gắn mà chưa cho gặp gắn này đó, lớn ăn không, không biết gắn gì luôn, hình như gắn kiếm vạch hay gì á. Con này như kiếm vạch nha các bạn, sao giờ này nằm yên đó không biết nữa. Này nó cũng lẹ lắm, cái đầu giùm nó ớn ăn nha. Kiếm vạch này như tới mấy loại lắm, cái bụng nó màu đỏ. Ngầu chưa, ngầu chưa, không chút nhích luôn. Kiếm kê đụng có thử nó, bụng nó màu đỏ các bạn, đẹp lắm. Nhúng chích, nhúng chích chứ gắn là gắn kiếm vạch nha các bạn, không có độc, thì khô rồi à.